chương trình rồi, và khi mà được giao phụ trách thêm về những cái chuyên môn của Atmosphere Building thì đây cũng là một cơ hội để Duy có thể là tìm hiểu nhiều hơn những cái kiến thức mà nó rất là hữu ích. Bởi vì sao ạ? Bởi vì trong những năm vừa rồi chúng ta quan tâm đến hệ hô hấp rất nhiều, đúng không các anh chị? Bởi vì chúng ta đi đâu cũng phải đeo khẩu trang này, chúng ta lúc nào cũng lo lắng về những cái mối nguy về không khí, đúng không ạ? Và chính vì vậy công ty đã đem về được một sản phẩm đã đáp ứng được những cái điều đấy, và Duy rất là vinh dự khi được chia sẻ cùng với các anh chị ngày hôm nay ạ. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có 4 nội dung chính thưa các anh chị. Thì lần lượt thì chúng ta sẽ đi qua các cái nội dung bao gồm là ô nhiễm không khí và các cái tác động của ô nhiễm không khí đối với sức khỏe của mình, cùng với đó là giải pháp xử lý như thế nào. Tiếp theo chắc chắn là chúng ta phải đề cập về máy lọc không khí Atmosphere Mini và những cái tính năng nổi bật của nó, đúng không ạ? Cuối cùng là một số cái hướng dẫn về bảo hành của thiết bị, cũng như là những cái hướng dẫn xử lý một số cái sự cố thường gặp. Và để bắt đầu cho chương trình ngày hôm nay thì chúng ta cùng nhau tham gia một cái thử thách nhỏ nhỏ hay các anh chị. Thì ở đây là một cái test, tức là một cái bài kiểm tra cái chức năng phổi của mình mà chúng ta hay được sử dụng, đúng không ạ? Thì cách thức tham gia như thế nào? Thì chúng ta sẽ cùng nhau hít vào một hơi thật sâu và giữ cái hơi thở lại. Chúng ta sẽ giữ, khi đó thì Duy sẽ bấm và cái con lắc nó sẽ chạy vòng tròn. Và với từng cái vòng mà chúng ta đạt được thì chúng ta sẽ có cái mức mà cái sức khỏe về hệ hô hấp, về phổi của chúng ta tương ứng, đúng không ạ? Thì Duy sẽ hô là chuẩn bị, và khi Duy bấm cái nút này, thì trên cái màn hình video này nó sẽ đếm 3, 2, 1, và khi cái số 1 rồi á thì các anh chị bắt đầu giữ cái hơi thở lại nha. Duy nói là chuẩn bị thì các anh chị bắt đầu hít vào, và sau đấy thì 3, 2, 1 trên này thì các anh chị giữ lại. Và chúng ta sẽ bắt đầu các anh chị ha. Các anh chị sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Vâng, và các anh chị chuẩn bị nha. Thì cái não của chúng ta bắt đầu tổn thương.
và đến 10 phút thì não tổn thương không thể hồi phục được, thưa các anh chị. Thì từ đó chúng ta có thể thấy được là cái tầm quan trọng của việc hít thở và không khí như thế nào. Mặc dù thì chúng ta biết rằng là đối với nhu cầu nước hàng ngày á, thì chúng ta 2 lít mỗi ngày, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta chưa hề để tâm tới cái hơi thở của chúng ta, đúng không ạ? Và hơi thở của chúng ta cực kỳ quan trọng, và chính vì vậy đó là lý do mà chúng ta có mặt với nhau ngày hôm nay, đúng không ạ? Và các anh chị cũng đã biết là anh Tú cũng đã có đề cập là mỗi ngày chúng ta hít thở đến 20.000 lần. Mà chúng ta quy chiếu qua cái việc chúng ta uống nước thì sao ạ? Chúng ta uống nước đâu đấy thì khoảng 5-6 lần vài cốc thôi, đúng không ạ? Và với 20.000 lần này thì có đến 11.000 lít không khí trao đổi qua cơ thể của chúng ta. Và khi mà chúng ta làm một cái phép tính đơn giản, quy ra với những cái chai nước 1 lít rưỡi mà chúng ta hay sử dụng đấy ạ, thì nó làm đầy đến 7.300 chai. Thì xếp 7.300 chai đó ở trên sân khấu này chắc cũng không đủ chỗ đâu các anh chị. Và cái nhu cầu không khí nó gấp 5.500 lần so với nhu cầu nước. Nhưng mà hiện nay chúng ta có bao giờ, nếu như mà có các anh chị mà mình có thiền á, thì mình mới quan tâm hơi thở, đúng không ạ? Còn bình thường á, thì chúng ta hầu như là chúng ta quên đi cái hơi thở của mình. Chính vì vậy mà chúng ta từ ngày hôm nay chúng ta hãy quan tâm nhiều hơn đến hơi thở và hệ hô hấp của chúng ta. Và chắc chắn là hít thở một bầu không khí trong lành là ước muốn của tất cả chúng ta. Có phải không ạ? Vâng, cảm ơn các anh chị ạ. Và các anh chị có thể thấy rằng hiện nay với những cái thực trạng mà chúng ta thấy được, giống như anh Tuấn đã có chia sẻ trước đó, ở trên toàn cầu thì như thế nào ạ? Thì ở trên toàn cầu thì chúng ta có 9 đến trên 10 người đang hít thở bầu không khí trong lành. Ví dụ chúng ta làm một phép toán đơn giản, ở trong khán phòng ngày hôm nay chúng ta có 200 anh chị đi ạ, thì chúng ta có đến 180 anh chị đang phải chịu ảnh hưởng của cái không khí bị ô nhiễm. Một cái con số mà chúng ta khi chúng ta quy đổi ra, chúng ta thấy cực kỳ là khủng khiếp, đúng không các anh chị? Và nó có gây ra liên quan đến 7 triệu trường hợp tử vong mỗi năm. Một con số rất là khủng khiếp, và tình trạng này ngày càng gia tăng và đáng báo động. Vậy thì tại Việt Nam có những con số như thế nào ạ? Các anh chị có nhớ một vài năm về trước là chúng ta hay coi lên TV là ở Hà Nội và Hồ Chí Minh chúng ta lên top, đúng không ạ? Nhưng mà rất tiếc là lên top là mù mịt đầy trời và chúng ta chất lượng không khí cực kỳ thấp. Và những cái thống kê đo được vào năm 2018 thì các anh chị có thể thấy là những cái mức nồng độ chất gây ô nhiễm ở trong không khí nó vượt quá quy chuẩn của quốc gia đến 2 lần và vượt 5 lần so với WHO là tổ chức y tế thế giới. Đây là những con số cực kỳ là đáng báo động, và mỗi năm nó liên quan đến 60.000 trường hợp tử vong mỗi năm. Ở đây có các anh chị nào mình có vấn đề về viêm xoang không ạ? Có. Và rất nhiều, đúng không ạ? Có anh chị nào mà mình hay dị ứng không ạ? Dạ, vẫn có, đúng không ạ? Và có anh chị nào mà mình có cái vấn đề liên quan đến hen không ạ? Có. Dạ, vẫn có luôn, đúng không ạ? Thì trong một cái khán phòng như thế này thôi, nhưng mà chúng ta đã có rất nhiều anh chị gặp cái vấn đề hô hấp. Vậy thì ngoài kia, những cái tỷ lệ mà chúng ta gặp ngoài kia chắc chắn nó cũng sẽ tương đương hoặc có thậm chí hơn nữa, nhưng mà chúng ta không biết được. Thì chúng ta sẽ may mắn cùng với nhau trao đổi ngày hôm nay để chúng ta thấy rằng là chúng ta đang gặp những cái mối nguy về hô hấp, và chúng ta có thể xử lý nó được, đúng không các anh chị? Và xử lý như thế nào thì chúng ta lần lượt cùng nhau tìm hiểu tiếp theo. Vậy thì các anh chị nghĩ ô nhiễm không khí là gì ạ? Chúng ta hay nghe ô nhiễm không khí, vậy các anh chị nào có thể là chia sẻ cùng với mọi người là ô nhiễm không khí là gì không ạ? Theo các anh chị, xin mời anh ạ. Theo như em nghĩ thì ô nhiễm không khí có nghĩa là cái bầu không khí nơi chúng ta hít thở và sống thì nó sẽ không sạch. Và cái biểu hiện của việc không sạch đó là nó sẽ nhiều khói, bụi, và tùy mức độ khác nhau, có nghĩa là có những cái mà mình sẽ cảm nhận được và có những cái mình sẽ không cảm nhận được. Ví dụ như cảm nhận được là mình sẽ thấy khó chịu, mình sẽ thấy là có cái mùi khó chịu, hoặc là có những cái gì đó nó bay vào trong mũi của mình, hoặc là có những cái bây giờ như là bụi mịn với kích thước siêu nhỏ thì mình sẽ không cảm nhận được, nhưng mà về lâu về dài thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe bên trong. Vâng, cảm ơn phần chia sẻ của anh Minh, đúng không ạ? Một phần chia sẻ rất là đầy đủ và không sai được. Ô nhiễm không khí là không khí không sạch, ý đầu tiên là không thể sai được rồi. Nhưng mà cái phần chia sẻ tiếp theo của anh Minh là rất là chính xác, đó là có những
đúng không ạ? Và có đôi khi là chúng ta thấy được hoặc là không thấy được mà nó gây ra những cái mối nguy sức khỏe. Vậy thì cái định nghĩa mà theo các cái tổ chức họ định nghĩa thì như thế nào? Nghĩa là ô nhiễm không khí là sự thay đổi lớn những cái thành phần trong không khí, và những thành phần này có thể là vật lý nè, sinh học và hóa học. Thì chúng ta liên tưởng được ví dụ sinh học là những cái chất, đúng không ạ? Và những cái mô hoặc là những cái tế bào hoặc là những cái vi sinh vật vân vân và vân vân, rất là nhiều cái nhân tố ở trong không khí mà chúng ta có thể thấy được, từ bụi, từ vi khuẩn, từ nấm, từ rút virus vân vân và vân vân. Và những cái sự thay đổi này nó phải dẫn đến một yếu tố, tức là nó gây nguy hại đến sức khỏe nữa, thì chúng ta thấy được nó phải là sự thay đổi lớn thành phần trong không khí và dẫn đến những cái mối nguy về sức khỏe. Và những cái nguồn mà gây ô nhiễm không khí phổ biến các chị có thể biết không ạ? Đầu tiên là chúng ta nghĩ ngay đến những cái động cơ ở bên ngoài, đúng không ạ? Tiếp theo là những cái nhà máy công nghiệp. Rồi nếu các chị có nhớ là trong cái giai đoạn một vài năm trước ở Úc có một cái sự kiện mà thảm họa xảy ra, các chị nhớ không ạ? Dạ, chính xác, đó là cháy rừng. Đó là những cái nguyên nhân mà nó thường gây ra những cái việc mà ô nhiễm không khí. Dĩ nhiên đó, là nó còn nhiều hơn thế nữa, nhưng đây là những nguyên nhân chính, đó là gây cho cái bầu không khí chúng ta có rất nhiều chất gây ô nhiễm. Nhưng các anh chị nghĩ rằng những cái chất nào trong không khí sẽ ảnh hưởng nặng nề nhất đối với cơ thể của chúng ta? Theo các anh chị nghĩ là những chất nào trong không khí sẽ ảnh hưởng nặng nề nhất đối với cơ thể của chúng ta? Khi mà chúng ta nghe câu hỏi này thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đến một cái vật chất bụi mịn, đúng không ạ? Tại vì bụi mịn chúng ta nghe ở mọi nơi và khắp các phương tiện truyền thông đại chúng. Và chính xác, bụi mịn là một trong những cái nhân tố mà gây nguy hại rất lớn đối với cái việc mà ô nhiễm không khí và sức khỏe của chúng ta. Và bên cạnh bụi mịn hay gọi là bụi PM đó các chị, thì chúng ta biết cái bụi PM này, tí nữa chúng ta sẽ phân tích cụ thể hơn. Và bên cạnh đấy thì chúng ta có khí CO này, khí ozone, NO2, SO2 và chì. Thì đây là những chất mà người ta, các nhà khoa học đưa ra để họ làm cái tiêu chuẩn để đánh giá cái mức độ mà không khí có ô nhiễm hay không. Thì rõ ràng các chị quan sát ở đây thì những cái yếu tố này không thể nhìn được bằng mắt thường, đúng không các chị? Thì rõ ràng những cái gì mà chúng ta nhìn bằng mắt thường nó là quá rõ ràng rồi, và nó không cần phải đo lường được. Nhưng mà chúng ta phải ngăn chặn ngay từ những cái vi thể này, từ những cái chất mà chúng ta không quan sát được. Thì đó là những cái chất mà nó quyết định nên cái việc mà không khí có ô nhiễm hay không. Và chúng ta sẽ tìm hiểu đặc biệt đó là một cái vấn đề, đó là bụi và bụi PM là gì. Bởi vì bụi này thì các anh chị có thể nghe bây giờ ô nhiễm không khí, ít khi mà chúng ta nghe đến CO hoặc là ozone hoặc là SO2, đúng không ạ? Mà chúng ta chỉ nghe bụi và bụi mịn. Vậy thì bụi PM, bụi mịn là gì? Thì bụi PM hay là bụi mịn là những cái khái niệm nó nằm bên dưới của cái chữ là bụi ô nhiễm, là particulate matter. Các chị có thể tra cứu, nó sẽ ra những cái thông tin rất là cụ thể, và các chị có thể đọc thêm rất là nhiều những cái hướng dẫn của WHO, tức là Tổ chức Y tế Thế giới, các anh chị. Thì những cái bụi ô nhiễm này, tức là những cái tác nhân và gây ô nhiễm không khí, mà nó là hỗn hợp. Các anh chị nghe chứ, bụi đúng không ạ? Nhưng mà rõ ràng nó là vừa có thể là thể lỏng, thể khí hoặc là thể rắn luôn. Nhưng bởi vì nó quá nhỏ và người ta đo theo kích thước phân tử, và chúng ta hay gọi chung là bụi ô nhiễm. Như các anh chị quan sát ở trên này, ví dụ như là ở trên thế giới người ta dùng những cái cụm từ như thế này thì không có chữ nào là bụi hết, nhưng mà khi mà về chúng ta thì nó sẽ thân thiện hơn, thì chúng ta hiểu được đó là những cái hỗn hợp của các cái vật chất đèn rắn và lỏng khác nhau mà nó lơ lửng trong không khí mà thông thường chúng ta không quan sát được. Bởi vì sao không quan sát được ạ? Chúng ta hình dung là những cái bụi này nó có cái kích thước rất là nhỏ. Thì các anh chị quan sát ở đây một cái sợi tóc của chúng ta, thì kích thước trung bình của nó là 50 đến 70 micromet. Kích thước của sợi tóc của chúng ta, sợi tóc của chúng ta thì chúng ta thấy được, đúng không ạ? Nhưng mà cái bụi mà với những kích thước, ví dụ bụi PM10 đi, nó sẽ bằng 1/5 cái đường kính của sợi tóc.
Rồi PM 2,5 thì nó bằng 1/20 của sợi tóc. Mà nếu mà 1/5, 1/10, 1/20 của sợi tóc, chúng ta có thấy được không ạ? Rõ ràng chúng ta không thể nào quan sát được. Chính vì vậy, cái nào mà chúng ta không thấy được thì nó càng nguy hiểm, đúng không ạ? Tại vì chúng ta thấy được thì chúng ta né. Vậy thì những cái khái niệm mà PM10, 2,5, 10 là như thế nào? Chúng ta hiểu như thế nào? Thì những cái con số đi ở phía sau á, nó phản ánh cái kích thước của cái hạt bụi ô nhiễm đó. Ví dụ, PM10 là chỉ những cái hạt bụi ô nhiễm có đường kính bé hơn 10 micromet. Tương tự như vậy, 2.5 là đường kính bé hơn 2.5 micromet. Và tương tự đối với PM1 hoặc là PM0.1 của các anh chị. Và khi chúng ta nhắc đến bụi PM thì các anh chị sẽ mặc định nó là bụi ô nhiễm và nó là những cái hạt bụi có đường kính nhỏ hơn 10 micromet thì chúng ta mới gọi là bụi PM. Đó là một cái phân loại để chúng ta đặt ra để chúng ta hiểu những cái bụi này là bụi ô nhiễm khi đề cập đến bụi PM. Thì các anh chị lưu ý cái điểm này ha. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ quan tâm những cái khái niệm gì ạ? Chúng ta nghe bụi mịn, bụi siêu mịn rất nhiều đúng không ạ? Nhưng mà bụi mịn, bụi siêu mịn thì chúng ta dựa vào đâu? Nghe chữ mịn thì chúng ta hình dung ngay đến cái việc mà kích thước đúng không các anh chị? Thì đối với kích thước á, thì bụi PM, bụi ô nhiễm nói chung là kích thước nhỏ hơn 10 về mặt đường kính 10 micromet. Nhưng mà trong này nó cũng có phân loại tiếp là ví dụ như là những cái hạt mà có kích thước mà nhỏ hơn 10 và lớn hơn 2,5 micromet về mặt đường kính gọi là bụi thô. Còn đối với bụi mịn thì những cái hạt sẽ kích thước từ 0,1 đến 2.5 micromet về mặt đường kính. Và bụi siêu mịn là những hạt ô nhiễm, những bụi ô nhiễm nó có kích thước nhỏ hơn 0,1 micromet. Thì tới đây thì chúng ta sẽ có những cái khái niệm mà chúng ta thấy giờ chúng ta hiểu được bụi siêu mịn là gì, bụi mịn là gì, bụi thô là gì, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ không bỡ ngỡ là về những khái niệm này nếu chúng ta tra cứu hoặc khách hàng của chúng ta quan tâm chúng ta đều có thể giải thích được. Và tiếp theo, tại sao nói là bụi PM là một trong 6 cái nhân tố khi nãy chúng ta chia sẻ đúng không ạ? Nhưng mà nó lại có cái sự quan tâm lớn như vậy bởi vì 6 cái yếu tố kia sau thông qua quá trình chuyển hóa hoặc là bản thân 5 yếu tố kia nó sẽ nằm bên dưới của bụi ô nhiễm. Ví dụ ở đây, những cái sản phẩm biến đổi của NOSO2 này, rồi carbon này, thì chúng ta liên hệ đến gì ạ? Những cái chất khí giống như là CO này, NO2, SO2 này. Còn chì, những cái vật liệu mà bắn ra chì mà với những cái hạt kích thước nhỏ thì chắc chắn nó nằm ở trong bụi mịn và siêu mịn rồi, đúng không ạ? Và ozone thì sao? Ozone nó là sự phản sản phẩm chuyển hóa của NO, NO2 và một số các hợp chất của cơ bay hơi khác. Chính vì vậy, nếu mà chúng ta kiểm soát được cái bụi PM này thì hầu như chúng ta kiểm soát được hầu hết các cái tác nhân mà nó gây nguy hại đến sức khỏe của chúng ta. Chính vì vậy chúng ta đào sâu hơn cái bụi PM này. Và đối với kích thước thì các anh chị hình dung rất là đơn giản. Một cái cửa kích thước không đổi thì người hoặc là cái vật mà có kích thước càng lớn á, thì càng khó đi vào, đúng không ạ? Tương tự như vậy á, thì đường hô hấp của chúng ta có những cái kích thước không có đổi. Và chính vì vậy nó là những cái ống mà nó từ to đến nhỏ, các anh chị quan sát ở đây. Từ ở trên này là cái hệ hô hấp của chúng ta đi xuống những cái khí quản, phế quản và đi vào trong phổi này, nó có những cái đường nhỏ hơn nữa. Và chính vì vậy những cái hạt vật chất, những cái bụi ô nhiễm á, mà có kích thước càng lớn á, thì nó sẽ giữ ở phần trên, mà nó càng nhỏ thì nó càng xâm nhập sâu vào bên dưới. Mà nó càng đi sâu vào cơ thể thì nó có càng nguy hại không ạ? Vâng, rất chính xác ạ. Chính vì vậy mà kích thước càng nhỏ của những cái bụi ô nhiễm này nó càng gây ra những cái vấn đề sức khỏe nguy hại. Và những cái vật chất mà nó điển hình cho khi mà chúng ta đề cập đến những cái bụi, ví dụ như là bụi PM10 thì tiệm cận bụi PM10 đó là những cái bụi phấn hoa nấm mốc này. Và tiệm cận với bụi PM2,5 là những hợp chất hữu cơ, kim loại hay vi khuẩn. Và chúng ta cũng quan tâm đến những cái bụi 0,0024 là những cái tiểu phần hữu cơ là virus cực kỳ nhỏ. Và chính vì vậy á, chúng ta thấy được cái sự xâm nhập vào cái cơ thể chúng ta thông qua đường nào. Vậy thì các anh chị nghĩ rằng là sức khỏe của cơ quan nào bị tác động đầu tiên ạ? Cơ quan nào, hệ cơ quan nào chứa phổi ạ? Vâng, rất là chính xác ạ.
Vậy thì rõ ràng khi mà nó xâm nhập vào trong phổi thì phổi đầu tiên là bị ảnh hưởng, đúng không ạ? Và tiếp theo đó là hệ hô hấp, toàn hệ hô hấp của chúng ta. Và chúng ta chỉ cần nhớ một cái từ gọi là từ khóa để chúng ta nghĩ đến cái tác hại của cái bụi ô nhiễm này, đó là viêm, thưa các anh chị, viêm oxy hóa. Đó là hai cái từ mà nó liên quan với nhau, hai khái niệm này nó tương đối liên quan với nhau giữa quá trình oxy hóa và viêm. Và hai cái điều này nó gây ra bởi cái bụi PM, bụi ô nhiễm này đối với cái hệ hô hấp, đối với cơ thể của chúng ta. Đầu tiên á thì nó sẽ làm gì ạ? Nó làm trầm trọng thêm những cái vấn đề sức khỏe có sẵn. Giống như Duyên khi nãy Duyên có hỏi các anh chị, các anh chị nào có hen nè, các anh chị nào có viêm xoang nè, viêm mũi dị ứng nè, thì chắc chắn rằng khi mà chúng ta tiếp xúc với cái nồng độ bụi ô nhiễm cao, nó sẽ làm cho chúng ta bùng phát những cái đợt mà đợt cấp của nó, và chúng ta rất là cực kỳ khó chịu, đúng không ạ? Và đặc biệt là những cái anh chị mà có tình trạng hen nữa. Và tiếp theo, thông qua cái việc mà tiếp cận vào trong cái hệ hô hấp thì các anh chị nghĩ đến sức khỏe của một cái hệ cơ quan nào nữa là thường đi kèm với hô hấp ạ? Hệ cơ quan nào ạ? Khí huyết mà. Dạ, rất là chính xác các ý kiến của các anh chị, hệ tim mạch hay là hệ tuần hoàn. Tại vì những cái yếu tố sinh mạng từ hô hấp đến tim mạch nó luôn đi kèm với nhau, đúng không ạ? Và rõ ràng cũng chính vì những cái tình trạng viêm như vậy và nó gây ra như thế nào. Những người nào mà đang mắc bệnh thì bệnh nặng hơn, còn những người nào mà đang có nguy cơ thì dễ có nguy cơ mắc bệnh. Và những người khỏe mạnh như chúng ta tiếp cận lâu ngày, chúng ta sẽ chắc chắn không sớm thì muộn thì chúng ta có những vấn đề về sức khỏe hô hấp. Và rõ ràng các anh chị, khi chúng ta nghĩ đến cái việc mà những cái người cao tuổi mà xung quanh chúng ta đi, rõ ràng thì ngoài cái việc mà hạn chế cái việc vận động khi họ cao tuổi thì cái việc đa số họ đều có những vấn đề hô hấp, đúng không các anh chị? Và đặc biệt là những các anh chị lao động nữa, các anh chị lao động hoặc là ở những cái vùng công nhân nữa, mình làm ở các cái vùng công nghiệp thì đối với tiếp xúc với những cái bụi này rất là nhiều, và chính vì vậy mà cái bệnh gọi là bệnh nghề nghiệp xảy ra hàng ngày, đúng không ạ? Và các anh chị có thể hình dung là chúng ta, nếu mà chúng ta kinh doanh thì chúng ta lựa chọn ở những cái khu công nghiệp cũng là một cái nơi tiềm năng quá, đúng không các anh chị? Vâng, và tiếp theo thì chúng ta sẽ đi đến một cái khái niệm nữa, đó là chúng ta hình dung rằng khi mà chúng ta mở cửa và đóng cửa thì cái khả năng bám bụi của các cái đồ vật nó khác nhau, đúng không ạ? Và chúng ta hình dung rằng khi chúng ta mở một cánh cửa, nghĩa là những cái ở bên ngoài nó bay được vào được bên trong, và những cái ở bên trong nó có thể là trao đổi với bên ngoài nhưng nó sẽ hạn chế hơn, đúng không ạ? Và rõ ràng thì khi mà ở bên ngoài không khí đi vào bên trong rồi, nếu không khí bên ngoài sạch thì quá tốt, nhưng mà thực tế thì chúng ta có bao nhiêu trên 10 người đang chịu ô nhiễm không khí ạ? 9 trên 10. Vâng, có những cái câu trả lời là 11 người luôn các anh chị. Cảm ơn các anh chị. Rõ ràng chúng ta có 9 trên 10 người. Vậy thì cái không khí ô nhiễm nó luôn tồn tại ngoài đấy. Và khi chúng ta mở phòng nhưng mà chúng ta không mở một chiều, các anh chị, một chiều là như thế nào? Là một cửa trước, một cửa sau, đó là gia tăng cái không khí, thì cái luồng không khí nó trao đổi tốt. Nhưng mà thông thường chúng ta với cái phong cách mà xây nhà kiểu mới, thông thường chúng ta mở đó một chiều là, và chính vì một chiều như vậy á, thì cái không khí ô nhiễm ở bên ngoài nó chạy vào bên trong. Và bản thân ở bên trong chúng ta dạo này chúng ta có thấy những cái dụng cụ mà hút bụi trên bề mặt mà order tao bao, hoặc là các cái sàn thương mại điện tử mà chúng ta hút những cái bông bụi trên các bề mặt của lông thú không ạ? Thì rõ ràng đó là một cái minh chứng cho cái việc mà trong cái ngôi nhà của chúng ta phát sinh ra rất nhiều là những chất gây ô nhiễm. Thì khi mà chúng ta không có sự thông khí phù hợp thì cái không khí ô nhiễm bên ngoài nó đi vào, kết hợp với sự ô nhiễm ở bên trong của ngôi nhà của chúng ta nữa, thì rõ ràng chúng ta có thể suy luận một cái điều đơn giản. Chúng ta nghĩ rằng trong nhà là sạch, nhưng mà có sạch không ạ? Nếu chúng ta vệ sinh và chúng ta kiểm soát tốt thì nó có thể sạch. Nhưng mà hầu hết thì cho Duy hỏi một câu tương đối nhạy cảm là các anh chị mà dọn phòng, tổng vệ sinh phòng và nhà của mình khoảng bao lâu một lần ạ? 5 lần. Dạ vâng ạ, rõ ràng là một tuần, một tháng, có khi là tổng vệ sinh thì đến Tết chúng ta mới vệ sinh một
lần đúng không ạ? Và đó là chính vì vậy á, mà những cái tác nhân gây ô nhiễm ở trong nhà chúng ta không được làm sạch thường xuyên. Và do đó hiện trạng hiện nay thì những cái mối nguy đối với ô nhiễm không khí trong nhà nó cao hơn ở ngoài. Và chúng ta dành thời gian chủ yếu ở đâu ạ? Một ngày chúng ta dành thời gian chủ yếu ở đâu? Ngoài đường hay là trong những cái tòa nhà? Dạ, các anh chị, ví dụ các anh chị hướng dẫn khách thì các anh chị cũng phải đưa khách vào trong những cái tòa nhà chứ. Các anh chị nào mà đang đi giữa đường không? Ê, hello chào chị, xong tấp qua lại đường làm luôn không? Dạ vâng, và chúng ta thấy được á, là chúng ta dành khoảng 90% một con số thống kê trung bình thời gian sống trong nhà đúng không ạ? Và sau những gì chúng ta phân tích thì chúng ta biết được là cái ô nhiễm ở trong nhà nó gấp 2 đến 5 lần so với ô nhiễm không khí ngoài trời những cái gì. Đây là mình sẽ xét trên một mặt bằng chung. Tại vì rõ ràng thì mỗi nơi mỗi khác, ví dụ chúng ta sống gần khu công nghiệp thì đương nhiên nó có sự thay đổi khác nhau. Nhưng mà mặt bằng chung thì ô nhiễm không khí trong nhà nó có thể gấp 2 đến 5 lần ô nhiễm không khí bên ngoài. Và các chị có thể quan sát ở đây là những cái tác nhân phổ biến ở bên ngoài và ở bên trong ngôi nhà. Và như chúng ta vừa phân tích thì những cái tác nhân bên ngoài này nó lại chạy vào trong nhà nữa. Cái nhà có chút xíu à, mà quá trời thứ đi vào bên trong. Chúng ta cảm thấy, bản thân chúng ta cảm thấy một cái căn phòng mà quá nhiều người cũng chật chội nữa. Mà với cái mật độ những cái chất như thế này mà đi vào trong căn phòng thì chúng ta hình dung ra là chúng ta đang chịu áp lực như thế nào đúng không ạ? Và rõ ràng á, các chị có cảm thấy là nó con người mình nó bíp á khi mà chúng ta đóng cửa phòng quá nhiều không ạ? Mặc dù có điều hòa đúng không, nhưng mà cảm giác chúng ta rất là khó chịu đúng không ạ? Đó, thì chúng ta có thể hình dung được đó là chắc chắn là có một cái sự chen chúc quá nhiều nào ở đây, và cụ thể là các cái tác nhân nó đang hiện diện ở xung quanh của chúng ta. Và chúng ta có thể thấy tùy vào cái căn phòng, ví dụ như phòng ngủ, phòng khách hoặc là phòng bếp thì nó sẽ có những cái tác nhân đặc thù. Ví dụ phòng khách thì chúng ta tiếp khách thì có thể gặp vấn đề gì về khói thuốc lá đúng không? Và ở phòng khách thì chúng ta thường trưng bày những cái đồ mà trang trí, ví dụ đồ gỗ, những cái sơn, nước sơn, thì những cái điều này nó là những cái hợp chất hữu cơ mà không biết các anh chị có trải nghiệm với Duy không, chứ khi còn nhỏ là Duy khi mà ngửi cái mùi sơn và cái mùi có mùi dầu là cảm thấy rất là thơm. Không biết các anh chị có thấy cái điều đấy không ạ? Dạ, nhưng mà sau này mới biết là những cái mùi thơm đấy là những cái hợp chất hữu cơ bay thôi mà nó khá là độc cho sức khỏe. Và sau khi biết thì không dám hít nữa, mặc dù vẫn thấy nó thơm thơm đấy. Dạ vâng, và đối với những căn phòng khác thì sao ạ? Phòng bếp thì chúng ta làm gì ạ? Nấu nướng thì thường đó là chúng ta có thể sẽ có những cái côn trùng nấm mốc nhiều nè, và những cái mùi phát ra từ thực phẩm đúng không ạ? Rồi đối với phòng ngủ thì chúng ta sẽ có hiện diện trước mặt của chúng ta là ga trải giường, những cái bề mặt gối là chúng ta đã hình dung thấy được là những cái vật chất mà nó gây ô nhiễm rồi đúng không ạ? Và đối với phòng tắm thì nó sẽ ưu thế cái gì ạ? Nóng. Bởi vì phòng tắm á, thì chúng ta có nước liên tục, mà nước là cái điều kiện ẩm, là cái môi trường thuận lợi cho nấm phát triển. Đúng. Và chúng ta tùy vào mỗi căn phòng mà chúng ta có nhiều tác nhân khác nhau. Nhưng mà chúng ta đừng lo lắng, bởi vì tác nhân như thế nào chúng ta cũng sẽ giải quyết được. Đấy, nên là chúng ta sẽ có rất là tiện lợi một cái tính gọi là đa di năng. Và chúng ta sẽ an tâm là mặc dù bất chấp là cái phòng nào thì chúng ta cũng xử lý được nha các anh chị. Và tiếp theo á, thì chúng ta sẽ thấy được để giải quyết xử lý cái này, cái tình trạng này á. Để xử lý tình trạng này thì chúng ta có giải pháp là gì ạ? Thì đầu tiên và trước hết thì chúng ta nghĩ ngay đến là phải giảm nguồn ô nhiễm ở ngoài trời trước đã. Nhưng mà những cái cháy rừng này, những khu công nghiệp này và những cái nguồn phát mà nó mang tính vĩ mô thì nó thuộc về cái phạm trù của nhà nước đúng không ạ? Không thể nào một sớm một chiều mà chúng ta thay hết xe xăng bằng xe điện được. Rõ ràng, vậy thì chúng ta hãy chủ động bằng sức của chúng ta, và chúng ta chủ động bảo vệ bản thân, gia đình, khách hàng của mình.
và bật khí trong lành và sống khỏe chủ động nha các anh chị. Vậy thì cách thức chúng ta chăm sóc và chúng ta giải quyết cái tình trạng ô nhiễm không khí này như thế nào, thì đây là ba cái lưu ý mà chúng ta có thể áp dụng. Mà những cái lưu ý này không phải từ công ty đưa ra để kinh doanh nha các anh chị, mà nó là thuộc những cái hiệp hội bảo vệ môi trường, cụ thể là của Mỹ nè, thì họ đưa ra những cái khuyến nghị này để chúng ta có thể xử lý được cái tình trạng ô nhiễm không khí ở tại những cái căn phòng của chúng ta, bản thân chúng ta có thể kiểm soát được. Đầu tiên là gì ạ? Chúng ta kiểm soát những nguồn ô nhiễm. Kiểm soát bằng cách nào ạ? Chúng ta vệ sinh thường xuyên nè, thay vì trước đây là một tuần, 10 ngày, một tháng, thì bây giờ cố gắng thì chúng ta tập một tuần một lần đi ạ. Vì mọi người cũng khá là bận đúng không ạ? Và chúng ta sẽ giữ cho những cái môi trường mà nó thông thoáng và khô ráo, thì nó sẽ hạn chế được bớt phần nào những cái tác nhân như vậy. Đó là kiểm soát nguồn ô nhiễm. Tiếp theo thì sao? Tăng không khí cho ngôi nhà. Thì tăng không khí như thế nào? Thì chúng ta hình dung giống như Duy có đề cập khi nãy, tức là một căn phòng của chúng ta nên hai chiều. Tại vì khi hai chiều thì cái luồng không khí nó đi ra nó mới tốt. Ví dụ nó đi vào trong này rồi nó có chỗ nó đi ra. Còn thông thường thì mà đi vào trong này cái nó lẫn quẩn lắm đấy, thì nó sẽ không tốt cho sức khỏe của chúng ta. Và các anh chị cũng thấy là trên các tòa nhà có những cái xoay đúng không ạ? Là những cái thông gió, thì đấy cũng là một cái biện pháp để chúng ta cải thiện được cái không khí cho cái tòa nhà của chúng ta nói chung. Và cuối cùng là chúng ta sẽ sử dụng hệ thống lọc không khí. Các anh chị hình dung chúng ta đi vào những cái tòa nhà, những cái trung tâm lớn giống như là siêu thị, những cái mall, thì chúng ta thấy những cái hệ thống đường ống cực kỳ to đúng không ạ? Vuông vuông ở trên tòa nhà, và đấy là những cái hệ thống mà họ kim điều hòa lẫn là họ sẽ hỗ trợ cho cái việc thông khí ở bên trong. Chứ không mà với một cái tòa nhà to như vậy mà rất nhiều người mua sắm và rất nhiều mùi thực phẩm, thì làm sao mà nó giữ được cái không khí? Thì đó là những cái hệ thống không khí ở tòa nhà. Và với những cái cấu trúc mà to như vậy thì chúng ta có những cách như vậy. Nhưng mà ở ngôi nhà của chúng ta thì như thế nào? Thì ngôi nhà của chúng ta thông thường thì chúng ta sẽ sử dụng cái việc mà không khí tự nhiên nhiều hơn. Và chúng ta có một giải pháp khác mà các cái tổ chức họ khuyến nghị, đó là sử dụng máy lọc không khí di động. Thì nó là một cái giải pháp tiện lợi để tự bản thân của chúng ta chăm sóc sức khỏe cho gia đình mình, cũng như là chăm sóc sức khỏe cho khách hàng và những người xung quanh của mình. Thì đấy là những khuyến nghị nha các anh chị, chứ không phải là công ty đưa ra đâu. Và đối với cái việc mà sử dụng máy lọc không khí di động, các anh chị có hoài nghi về cái tác dụng được khi họ khuyến nghị không ạ? Đôi khi thì chúng ta họ khách hàng của chúng ta sẽ hỏi rằng là anh nói với máy lọc không khí đúng không, máy lọc không khí có thể là hỗ trợ tốt cho tình trạng ô nhiễm không khí, vậy thì nó hỗ trợ như thế nào? Thì ở đây nói cái sách cái chứng nha các anh chị, thì các chị hình dung ở đây một cái sơ đồ nha. Ở đây là chúng ta thấy cái cục dọc là phần trăm, trừ là giảm đi, tức là giúp làm giảm. Ở đây là bụi ô nhiễm 2.5, đây là những một số cái chỉ số sinh hóa ở trong cơ thể xét nghiệm mà nó biểu hiện cái tình trạng viêm, và một số cái yếu tố gây co mạch. Co mạch cũng là một cái yếu tố mà nó các chị hình dung cái việc á, đôi khi chúng ta thấy có những người mà đau ngực mà co thắt đau thắt ngực mà đột ngột á, thì nó là do những yếu tố co mạch này, và nó ảnh hưởng đến cả hô hấp và tim mạch luôn. Thì sau khi mà người ta nghiên cứu sử dụng những cái máy lọc không khí di động ấy, trong vòng 2 tuần thôi, thì nó sẽ làm giảm cái nồng độ của bụi PM này, các vị thấy tới đây khoảng 57%, là sử dụng trong vòng 2 tuần là giảm hơn một nửa cái nồng độ là bụi gây ô nhiễm 2.5 ở trong phòng. Và đồng thời các cái chỉ số này giảm rất là tốt. Ví dụ như đây là interleukin 1, là một cái chỉ số mà nó biểu hiện tình trạng viêm rất là nặng nề, và nó giảm đến gần 70% thôi các vị. Thì đầu tiên đây là cái tác động trên những cái hệ tim mạch, tức là trên những cái người mà đang có cái sức khỏe bình thường thì người ta khảo sát. Tại vì chúng ta nghĩ là chúng ta đang bình thường, nhưng mà đôi khi là chúng ta đang giả khỏe mạnh, nghĩa là chúng ta đang tiềm tàng những cái vấn đề của cơ thể đúng không ạ? Và người ta khảo sát ra những người mà có cái tình trạng mà có vẻ như bình thường đấy, thì nó làm giảm tốt những cái chỉ số này. Và khi giảm tốt những chỉ số này thì cái khả năng mắc bệnh tương lai của chúng ta như thế nào ạ? Thấp hơn đúng không ạ? Rất chính xác. Và tiếp theo đối với những đối tượng mà họ có những nguy cơ thì như thế nào? Cũng có luôn các anh chị. Đối với trẻ em mà có tình trạng mà cơ địa dị ứng nha các anh chị, dị ứng với không khí,
thì các vị hình dung sau 12 tuần sử dụng, người ta nghiên cứu trên sau 12 tuần sử dụng thì những cái việc mà làm giảm cái nồng độ của PM này thì lên đến 43%, và nó làm giảm các cái triệu chứng biểu hiện hô hấp cũng như là khả năng thông khí ở những cái trẻ em này. Và đây là một cái tín hiệu cực kỳ tốt đúng không ạ? Vậy thì rõ ràng nó sử dụng máy lọc không khí di động rất phù hợp với cái xu hướng chung cho những cái đối tượng khỏe mạnh nói chung mà muốn chăm sóc sức khỏe lưu động, cũng như là những đối tượng mà nhạy cảm và có cái vấn đề về sức khỏe hô hấp, nó cũng giúp cải thiện rất tốt. Và cái thời gian nghiên cứu trên nền ở đây thì mỗi nghiên cứu thì các nhà khoa học sẽ sử dụng những cái thiết bị khác nhau, nhưng mà nó sẽ cùng một cái gọi là cái nguyên tắc chung. Thì cái sự xây dựng đó tùy vào cái việc mà thiết kế nghiên cứu, nên chúng ta cũng không còn phải lo lắng quan tâm nhiều đến những cái sự chênh lệch đấy, mà chúng ta thấy được cái hiệu quả rõ ràng là người ta đã thấy được nha các anh chị. Và khi mà chúng ta lựa chọn một cái máy lọc không khí di động cũng có những cái tiêu chuẩn nhất định. Và thông thường một cái máy lọc không khí di động á, thì chúng ta có hai thành phần chính. Thành phần gì ạ? Chúng ta hình dung là phải có luồng không khí đi vào, mà muốn có không khí đi vào phải có gì đó thổi đúng không ạ? Giống như điều hòa. Thì chúng ta có cái phải có cái quạt để đưa không khí ra vào. Và cái thứ hai, chúng ta phải có cái màng lọc, là hai bộ phận mà rất là quan trọng đối với một cái máy lọc không khí cơ bản. Và tiếp theo á, thì chúng ta sẽ lựa chọn cái máy lọc không khí dựa trên ngoài những cái xu hướng đã đúng như nãy có chia sẻ với các anh chị á, thì người ta cũng khuyến cáo là lựa chọn dựa trên là cái tính di động, tức là cái khả năng mà một cái máy bao nhiêu kích thước, bao nhiêu lớn để chúng ta để trong phòng nào. Và ví dụ một cái máy mà chúng ta muốn đem đi nhiều phòng thì kích thước nó phải rất là tiện lợi đúng không ạ? Thì mình phải tùy vào tính di động và mình mang đi có ổn hay không, phù hợp với nhu cầu của mình hay không. Và cái hiệu quả lọc nó như thế nào là một điều mình rất quan tâm. Và cuối cùng á, là cái công nghệ lọc. Thì ở đây các anh chị quan sát có 4 cái công nghệ lọc mà thường thấy. Nhưng mà tại sao ở đây thì chúng ta quan tâm đến HEPA? Bởi vì màng lọc tĩnh điện và ion thường sử dụng nghe đến ion là chúng ta nghĩ đến nước, đúng không ạ? Tĩnh điện thì chúng ta nghĩ đến công nghiệp. Và cái màng lọc mà Wimba này nè, là màng lọc này sẽ sử dụng trong phòng thí nghiệm, trong những cái phòng mà sản xuất những cái vật liệu mà cán dẫn, hoặc là những cái phòng nghiên cứu về dược phẩm. Và đối với cái nhu cầu mà máy lọc không khí hàng ngày của chúng ta thì tất cả các hãng đều sử dụng màng lọc HEPA này. Chính vì vậy mà chúng ta lựa chọn máy lọc không khí, chúng ta sẽ tập trung trên cái HEPA. Đó là một cái lý do mà chúng ta hiểu. Mà sau này khi chúng ta khách hàng hỏi, tôi thấy có rất nhiều loại màng lọc mà tại sao anh dùng màng lọc HEPA, thì chúng ta cũng giải thích được đúng không ạ? Vậy thì rõ ràng thì chúng ta đã tìm hiểu qua là ô nhiễm không khí là gì, nó tác động lên đâu và cái giải pháp như thế nào đúng không ạ? Vậy thì chúng ta cùng nhau ôn lại một chút đồng thanh nha các anh chị. Đầu tiên á, là cái chất ô nhiễm nào trong không khí chúng ta quan tâm nhất ạ? Bụi PM đúng không ạ? Hay gọi là bụi ô nhiễm đúng không ạ? Mà bụi PM, bụi ô nhiễm là những cái hạt bụi có kích thước và đường kính bao nhiêu ạ? Dạ, bụi PM hay là bụi ô nhiễm nói chung là những hạt bụi có kích thước nhỏ hơn 10 micromet về mặt đường kính. Còn ở bên dưới đấy nữa thì chúng ta mới phân thành bụi thô, bụi mịn và siêu mịn. Dạ, thì bụi PM hay là bụi ô nhiễm là những hạt bụi có kích thước nhỏ hơn 10 micromet về mặt đường kính. Đúng không ạ? Và những cái bụi PM, bụi ô nhiễm này gây ảnh hưởng đến hệ cơ quan nào ạ? Hô hấp và... Dạ vâng, chính xác. Và chúng ta đã nhớ hết rồi đúng không ạ? Chúng ta có bao nhiêu người trên 10 người chịu cái bầu không khí ô nhiễm ạ? Chín. Tuyệt vời. Ở Việt Nam có bao nhiêu ca tử vong mỗi năm liên quan đến ô nhiễm không khí ạ? 60.000. Rất thuộc bài luôn các anh chị. Và đây là những cái sự mà gọi là tạo cho Duy thêm những cái động lực để có thể chia sẻ phần tiếp theo đối với các anh chị ạ. Tự chân những tràng vỗ tay. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều ạ. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đi qua một cái phòng giống như là phòng để